Cho con hỏi làm như thế nào để ngăn mình không dùng ác pháp mưu cầu danh lợi? Thứ nhất là mình giữ giới, ráng như sư nói đó, ngày thường á, chúng ta giữ giới, rồi trong những hoàn cảnh thử thách giới nó sẽ giữ mình. Chỉ có cách mình giữ giới thôi quý vị à. Và chúng ta vẫn thường xuyên suy tư về giới, cái chuyện này nó có phạm giới hay không, cái chuyện này mình có nên làm hay không. Rồi mình nhớ về một chuyện, đó là gì? Đừng coi thường việc thiện nhỏ mà mình không làm. Đừng coi thường việc ác nhỏ rồi mình cố làm. Thường xuyên suy tư như vậy đó, thì khi có cái bất thiện nó khởi lên, mình có cái để mà nó ngăn chặn chứ.